Sáng ngày 3 tháng 4, đoàn lãnh đạo huyện Dương Minh Châu do bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Luật gia huyện nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam 4 tháng 4. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thành viên Hội Luật gia huyện nhân ngày truyền thống của ngành, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia huyện và các thành viên thuộc hội, nhất là trong công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dương Minh Châu tin tưởng rằng Hội Luật gia và các thành viên thuộc hội sẽ tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của huyện nhà.